Thưa quý vị, mới đây, cơ quan phòng vệ Đài Loan, Trung Quốc thông báo trên Twitter, 12 máy bay và 5 tàu của quân đội Trung Quốc đã hoạt động xung quanh Đài Loan. Lực lượng vũ trang Đài Loan đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay, tàu hải quân và hệ thống tên lửa trên đất liền để đáp trả các hoạt động này. Theo thông báo, 3 máy bay của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hoàn đảo ở phía tây nam các máy bay này bao gồm máy bay trinh sát không người lái loại BZK-005, máy bay trinh sát radar Y-8 và máy bay trực thăng WZ-7. Hồi tháng 4, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan và các cuộc tuần tra gần hòn đảo. Đây được xem là động thái đáp trả của Trung Quốc sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5 tháng 4. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những động thái hợp tác quân sự trong thời gian gần đây giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành một thùng thuốc súng gây ra bất ổn trong khu vực. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh rằng Washington phải điều chỉnh cách xử lý vấn đề Đài Loan và tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc nói Mỹ phải tôn trọng giới hạn và làn danh đỏ của Trung Quốc, ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Ông Tần nói thêm, chúng ta nên thúc đẩy các cuộc đàm phán và đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Đồng thời bày tỏ hy vọng Đại sứ Bơn sẽ có những nỗ lực mang tính xây dựng bằng cách trở thành cầu nối giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Tần cho biết, Trung Quốc hy vọng phía Mỹ sẽ đi cùng một hướng để đưa quan hệ Trung Mỹ thoát khỏi tình trạng bế tắc và trở lại đúng quỹ đạo. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi do chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất trong việc xử lý quan hệ Trung Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới đã leo thang căng thẳng vào năm ngoái khi cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm chính thức Đài Loan sau khi lãnh đạo đài loan thái anh văn gặp gỡ chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy và nhóm nghị sĩ mỹ tại california bộ ngoại giao trung quốc yêu cầu washington phải ngừng toàn bộ liên hệ với đài loan ngay lập tức bộ ngoại giao trung quốc tuyên bố vấn đề đài loan là lợi ích cốt lõi của trung quốc và là làn danh đỏ đầu tiên cho quan hệ trung mỹ và washington không được phép vượt qua tuy không có quan hệ chính thức với đài loan nhưng mỹ vẫn duy trì một số hoạt động trao đổi trong đó có bán vũ khí cho hòn đảo Reuters hôm 5 tháng 5 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ đô la Mỹ cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Thưa quý vị, trước tình hình căng thẳng giữa Đài Loan, Trung Quốc Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm mùng 10 tháng 5 nói rằng hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan là vấn đề quan trọng không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với toàn thế giới. Ông Kishida nói quan điểm của chúng tôi luôn là vấn đề Đài Loan nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại và tôi tin rằng G7 thống nhất về điều này. Nhóm G7 gồm các nước Nhật, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý. Theo Nikkei Asia, đã có sự gia tăng trong quan ngại về sự thống nhất và cam kết của G7 đối với an ninh Đông Á sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng trước nói rằng vấn đề Đài Loan là một trong những cuộc khủng hoảng không phải của chúng tôi. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích những hỗ trợ quân sự mà Mỹ dành cho Đài Loan trong thời gian gần đây, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành một thùng thuốc súng gây ra bất ổn trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, thời gian gần đây, giới chức Mỹ và Đài Loan thường xuyên tiến hành các hoạt động gia tăng hợp tác quân sự, 25 đại diện từ các công ty vũ khí Mỹ tới Đài Loan để cùng giới chức Hòn đảo này tổ chức một diễn đàn quốc phòng. Diễn đàn này là bằng chứng cho thấy Mỹ đang biến Hòn đảo thành một thùng thuốc súng. Bà Mao cũng khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng buôn bán vũ khí và chấm dứt mối quan hệ quân sự với Hòn đảo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của chúng tôi, mọi tác động bên ngoài nhằm vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan sẽ phải trả giá đắt. Hiện số lượng cũng như chủng loại vũ khí mà Mỹ dự định chuyển giao cho Đài Loan chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các vũ khí này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho Đài Loan trước những sức ép ngày một gia tăng từ Trung Quốc. Trước đó, vào đầu tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul tuyên bố sẽ làm hết sức để thúc đẩy mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Ông McCaul nói trong cuộc gặp giữa phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc hôm 8 tháng 4. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi cam kết sẽ phê chuẩn mọi hợp đồng bán thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí cho Đài Loan." chúng tôi đang làm tất cả để đẩy nhanh việc phê chuẩn và gửi các vũ khí cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Hạng nghị sĩ Macron cũng đề xuất huấn luyện cho lực lượng vũ trang Đài Loan nhằm đối phó với căng thẳng khu vực đang leo thang. Reuters đưa tin chính quyền của tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Được biết gói hỗ trợ dành cho đảo Đài Loan sẽ liên quan tới rút vũ khí hoặc thiết bị hỗ trợ trong kho của Mỹ theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống song chưa rõ chủng loại được chuyển giao và thời gian triển khai. Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ đô la Mỹ cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Hiện số lượng cũng như là chủng loại vũ khí mà Mỹ dự định chuyển giao cho Đài Loan chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các vũ khí này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho Đài Loan trước những sức ép ngày một gia tăng từ phía Trung Quốc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 7 tháng 4 đã công bố một hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô la Mỹ nhằm bán tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ đất liền cho một khách hàng giấu tên. Trang Bloomberg của Mỹ tiết lộ, khách hàng bí ẩn của thương vụ trên chính là Đài Loan. Phản ứng trước thông tin trên, Lầu Năm Góc từ chối xác nhận trực tiếp nhưng khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực phòng thủ một cách phù hợp. Tình hình eo biển Đài Loan hiện vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng, trong tháng 4 Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Hôm 24 tháng 4, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc, dẫn đầu bởi tàu sân bay Sơn Đông, đã được phát hiện tại khu vực cách bờ biển phía đông nam Hòn đảo này khoảng 120 hải lý. Trước đó, tàu sân bay Sơn Đông đã được Trung Quốc điều động để tham gia các hoạt động diễn tập mô phỏng tình huống phong tỏa đảo Đài Loan từ ngày mùng 8 tới ngày mùng 10 tháng 4. Bên cạnh đó, nhiều tàu chiến cùng máy bay ném bom chiến lược H6 của Trung Quốc cũng tham gia cuộc tập trận này. Về phía Đài Loan, bên cạnh việc khẩn trương gia cố hạ tầng phòng thủ, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cũng khẳng định hòn đảo sẽ thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ cùng các quốc gia thân thiện khác nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh trong một bài phát biểu hồi cuối tháng 2, Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành giao lưu quân sự. Tiếp đó, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ cùng các quốc gia thân thiện khác nhằm chống lại những thách thức toàn cầu như chủ nghĩa bành trướng và biến đổi khí hậu. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, quân đội Trung Quốc tiếp tục đưa máy bay không người lái hoạt động quanh hòn đảo giữa lúc căng thẳng leo thang. Đây là lần thứ hai máy bay không người lái quân sự Trung Quốc bay quanh Đài Loan trong một tuần. Trước đó, hôm 27 tháng 4, máy bay không người lái TB-001 của Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan. UAV này ban đầu băng qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan với Philippines, rồi bay về phía đông Đài Loan trước khi quay trở lại bờ biển Trung Quốc. Giới chức Đài Loan tuyên bố cơ quan an ninh của hòn đảo theo dõi chặt chẽ hoạt động của các máy bay không người lái Trung Quốc. Các hoạt động của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Trung Quốc gần Đài Loan diễn ra khi ông Stephen Ruder, cựu tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, dẫn đầu một phái đoàn nhà thầu quốc phòng đến Đài Loan để thảo luận về việc phát triển công nghệ quân sự, bao gồm máy bay không người lái và đạn dược. Với các công ty Đài Loan, tại một diễn đàn công nghiệp quốc phòng hôm 3 tháng 5, trong tháng 4, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.